Hi, xin chào các bạn đến với kênh nhạc của Đàn Hương. Hôm nay mình sẽ test một cây đàn cho anh Sĩ. Mình đặt hàng cây đàn bồ máy có khảm đặt sẵn là bên trong như này. Đây, hôm nay mình sẽ làm kỹ hơn các tính năng của cây đàn bầu này. Có rất là nhiều bác hỏi rất kỹ về cái tính năng cây đàn bầu này, thì hôm nay mình sẽ làm rõ hơn. Đây, đầu tiên là cây đàn bầu này thì thiết kế này, bạn phát lên là nó tự bật điện này. Khi nó bật điện thì nó sẽ có vạch báo pin này, đây là 4 vạch này, 1, 2, 3, 4. Thì khi các bạn sử dụng nó còn một vạch thì các bạn vui lòng sạc đầy, tránh để sập nguồn. Sập nguồn thì nó sạc vào rất lâu để kích cái pin lên. Đó, thứ hai cổng này là cổng ra âm ly. Các bạn sẽ cắm một cổng vào đàn, một cổng vào âm ly. Đấy, nó sẽ vào âm ly của các bạn. Đấy, ở đây mình làm ví dụ bằng cái loa kéo. Loa kéo này có chức năng hát được karaoke. Đây là cổng cắm mic của loa kéo, thì mình cắm thẳng vào đây và cắm một đầu vào đàn đây. Đấy, thì chúng ta sử dụng đó. Khi sử dụng tính năng này thì chúng ta sẽ không bật cái điện này lên nhé. Khi ở đây có thêm một cổng, ở đây cổng ly, cổng này là cổng ra loa. Ở đây mình có chuẩn bị một cái loa này. Thì thường ấy, các bạn mua loa ấy thì nó sẽ có hai đầu âm và dương này. Đấy, chứ nó sẽ không có hai đầu cắm thẳng vào đàn này. Thì ở đây mình có chế sẵn một cái rắc 6 ly nối từ loa vào như này. Đây, thì chúng ta sẽ tiến hành nối cái loa này vào. Sau khi sử dụng thì các bạn cắm thẳng vào đàn này. Thì nó sẽ vào loa này. Ở đây mình đang có sẵn một con loa 15W để mình thử. Thì các bạn có thể mua những con loa 30W cắm vào đây nhé. Cái mạch trong này chịu được loa 30W. Đó, thì các bạn có thể mua loa 30W để cắm vào nó to. Tiếp tục ở đây lại có một cổng, nó là cổng cắm điện thoại. Đây, các bạn sẽ cắm một cái jack này vào, một jack vào điện thoại. Điện thoại của mình là đầu 3.5. Còn với những điện thoại đầu Type-C và đầu iPhone thì các bạn phải mua đầu chuyển đấy nhé. Đây, sau khi mình cắm điện thoại vào. Đấy, thì các bạn có thể phát nhạc beat vào đàn nha. Đó. Các bạn có thể phát nhạc beat và để lại trước mặt này để đánh nhạc beat. Còn cổng này là cổng sạc. Thì các bạn có thể cắm sạc trực tiếp chơi này. Đây, mình đang cắm ổ điện. Mình sẽ cắm sạc vào đây. Thì đàn nó cũng không có tiếng ồn, bất cứ tiếng gì. Đấy. Nhưng mà khi cắm sạc ấy, mà muốn chơi trực tiếp bằng điện lưới như này, thì các bạn vui lòng tháo ba quả pin ở trong đàn này ra. Bằng pin này mình đã dán băng dính để tránh cái trường hợp đi vận chuyển bị bung ra ấy. Thì mình đã dán băng dính vào rồi. Đó, thì nếu mà muốn chơi điện trực tiếp thì các bạn phải tháo ba quả pin ra. Còn nếu không thì các bạn cắm sạc. Đấy. Cắm sạc và các bạn sạc đầy thì hãng chơi, tránh hại pin, mà giống như mình sử dụng điện thoại ấy. Đấy, còn bây giờ mình sẽ thử đàn nhé. Đây là loa trong đàn. Loa trong đàn thì các nốt đều đã rõ nhé. Và cái cần này nhé, mình đã lựa rất là đẹp nhé. Ví dụ nha, các bạn lên pha nhé. Phát từ quãng son này lên tận quãng re này, đấy, rất là dễ. Đấy, kéo quãng son này lên được gần đến đô luôn, đấy. Cần này lên rất dễ. Đấy. Thế cần này nó sẽ lên được cái nốt mi lên đây này rất là dễ nhá. Đó, cần rất là đẹp. Dễ chơi.
Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem video của nhạc cụ đàn hương. Nếu bạn thấy hay thì có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh. Còn ai muốn mua đàn thì có thể liên hệ mình qua hotline trên video nhé. Vâng, xin chào mọi người.